Chào mừng các bạn đã tới với RTK Media. Hiện tại, King Ultra đã đi được hơn 2/3 chặng đường và chuẩn bị đi tới hồi kết. Tuy vẫn còn quá sớm để lên một bài review đánh giá tổng thể chất lượng bộ phim, nhưng ở thời điểm hiện tại, dựa trên việc phim đã gần đi tới tập 40 và mùa 1 của phim cũng đã kết thúc, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau nhìn lại, đánh giá, xếp hạng thực lực diễn xuất của dàn diễn viên đồ sộ đã tham gia góp mặt trong dự án Osamu Sentai King Ultra. Giờ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nhé! Để video này được rõ ràng, mạch lạc và logic, chúng mình sẽ giới thiệu cụ thể tới các bạn những thang điểm và tiêu chí đánh giá nhé. Trước tiên, về tiêu chí đánh giá, video này sẽ bao gồm 29 gương mặt tiêu biểu và nội dung xếp hạng sẽ chỉ dựa trên duy nhất phần thể hiện, hóa thân của họ trong chính bộ phim này, không so sánh với các phần Super Sentai khác, hay rộng hơn là những phim khác mà họ từng tham gia. Chúng mình sẽ đánh giá dựa trên cả thời lượng góp mặt, lên hình của diễn viên đó trong phim. Thêm vào đó, sẽ chỉ đánh giá những nhân vật con người, có để lộ gương mặt và biểu cảm trong quá trình diễn xuất, chứ không tính những quái nhân được thể hiện thông qua voice actor. Về thang điểm xếp hạng, ta sẽ có tất cả 5 đề mục bao gồm hạng D, mờ nhạt, hạng C, tạm ổn, hạng B, tròn vai, hạng A, tiềm năng, và cuối cùng là hạng S, xuất thần. Ok, và giờ sẽ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ta sẽ đi vào phần nội dung chính của video nhé. Góp mặt ở vị trí thấp nhất là hai cái tên Eda do Kondo Reon thể hiện và anh lính cận vệ của Sugodome do diễn viên phục trang Masashi Takada thể hiện. Đây đều là hai nhân vật phụ có thời lượng lên hình ít ỏi trong phim, với phần thể hiện tương đối mờ nhạt, chỉ giúp truyền tải một phần nội dung, thông điệp ở vài tập phim nhất định. Kondo Reon tham gia vào King Ultra ở tuổi 14, hóa thân thành Eda trong tập 3 và tập 14, một thần dân ở Ishibana bị cha mình lợi dụng, ép phải khoác lên vỏ bọc tật nguyền để làm công cụ kiếm tiền giúp ông trang trải cuộc sống. Eda sau khi được tháo bỏ rào cản tâm lý đã đặt niềm tin và sự ngưỡng mộ tuyệt đối cho nữ vương Himenoran. Còn Masashi Takada, vai trò chính của anh là siêu actor cho Spider Kumonos. Anh đồng thời còn là siêu actor cho rất nhiều vai diễn lớn nhỏ khác trong lịch sử Super Sentai, cũng như cameo vai cảnh sát trong Avatar Sentai Dawn Brothers. Ở dự án King Ultra, ngoài làm siêu actor, anh còn đóng vai lính cận vệ ở Sugodome, xuất hiện trong một số tập phim nhất định, hoạt động trực tiếp dưới quyền điều hành của Duga và Moshimaru, nhưng vai trò khá mờ nhạt và không quá ấn tượng. Nằm ở vị trí áp chót của bảng xếp hạng sẽ là hàng loạt những thần dân nổi bật tại các vương quốc, bao gồm Aka, Usuba, Mayuta, Elegance, Kofuki, Vedalia, Kogane, Boon, và sau cùng là nhân vật xuất hiện trong phần team up, Prince. Đây hầu hết chỉ là tuyến nhân vật phụ với thời lượng lên hình không quá nổi trội, có phần hóa thân chỉ dừng ở mức chấp nhận được, góp phần xây dựng bầu không khí cho mạch phim. Bộ ba dân IT xứ Enkosopa, Aka, Usuba và Mayuta lần lượt do Hokuto Minami, Kaito Okano và Nagisa Hayakawa hóa thân, thể hiện được sự bướng bỉnh, ương ngạnh, háo thắng của những cư dân đất nước công nghệ, góp mặt vào khá nhiều những tình huống hài hước, cợt nhả trong phim, giúp kéo giãn nhịp phim và tạo sự giải trí cho khán giả. Ở tập 25, khi đồng hành cùng tổng trưởng Yanma lao thẳng xuống địa ngục thiêu đốt bằng God King Ultra để đương đầu với Death Naraku, họ đã có cho mình một phân cảnh diễn xuất khá đáng nhớ. Tiếp đến là y tá trưởng Elegance Mon do Marina Mizushima đảm nhiệm. Một cô y tá trách nhiệm, đáng tin cậy, khá nguyên tắc và không kém phần nóng tính. Cô là cánh tay phải đắc lực của nữ vương Himenoran, luôn đi đầu dẫn dắt đội ngũ y bác sĩ đất nước Ishibana trong công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an nguy và giữ gìn sức khỏe cho dân chúng. Diễn xuất của Marina Mizushima không có những điểm nổi bật đáng để nhắc tới, nhưng về cơ bản, cô đã hoàn thành tương đối tốt vai diễn mà mình đảm nhiệm. Nối tiếp là Vedalia và Kofuki, hai thợ máy nghiên cứu quá trình phát triển dự án King Ozer Zero và tòa thành King Caucasus Kabuto, lần lượt do Ami Tomite và Kaisei Kawano đảm nhiệm. Cả hai đều là những diễn viên đã từng góp mặt trong những dự án Super Sentai trước đó. Cụ thể với Ami Tomite, cô từng thử vai Hadezuki trong tập 7 của Hikonin Sentai Akiba Ranger Season 2. Còn Kaisei Kawano từng thủ vai cậu nhóc người trái đất mang duyên nợ với Captain Marvelous trong V-Cinex kỷ niệm Kaizuku Sentai Tengo Kaiser. Góp mặt trong King Ozer, phần hóa thân của cả hai cũng chỉ dừng ở mức tròn vai, cùng thời lượng lên hình khá ít ỏi. Nhưng đặc biệt đối với Ami Tomite, chúng ta dành sự trân trọng cho nỗ lực giảm cân, cố gắng thay đổi ngoại hình đầy vất vả của cô để hoàn thiện mình hơn và hóa thân vào vai diễn mới. Tiếp đến là Kogane và Boon.
Hai đứa nhóc sống chung cô nhi viện với Gira, lần lượt do Anna Hoshino và Minato Kiso thủ vai. Luôn được Gira che chở, bảo bọc, song hai đứa trẻ đối diện với nỗi mất mát, tủi thân vô cùng lớn khi Gira phải rời bỏ trốn cô nhi, trở thành kẻ phản tặc bị truy nã, khoác lên danh xưng tà ác vương để đối đầu với vị vua tà trí bạo ngược Raclet Hasty, chiếm ngôi vương và tài thiết Shugotom. Tuy chỉ là tuyến nhân vật phụ, thời lượng lên hình không quá nhiều, nhưng cả hai làm tương đối tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt là cậu nhóc Minato Kiso. Tuy chỉ mới 11 tuổi, nhưng cậu đã hóa thân khá trọn vẹn cho nhân vật vương. Cá nhân mình đánh giá diễn xuất của Minato Kiso có phần nhỉnh hơn một chút so với Anna Hoshino. Do Anna có một vài phân cảnh đòi hỏi chiều sâu, em thể hiện có phần gượng ép, chưa thuyết phục. Sau cùng trong hạng mục này là Prince Daigoro Kiryu, King Kyoru Red. Được cho là con trai của King và Ami, xuất hiện trong sự kiện team up giữa King Ultra và Kyoryuger, tức tập 32 và 33 của phim, do Rintaro Kawana thủ vai. Nhân vật này để lại ấn tượng không quá tốt đối với khán giả vì có phần biểu cảm cơ mặt kém linh hoạt và chất giọng khá mảnh, non nớt, thua kém khá nhiều về mặt khí chất nếu so với Daigo King, Kyoru Red nguyên gốc. Song bù lại, Rintaro lại là một nam diễn viên có khả năng diễn cảnh võ thuật, hành động, nhào lộn khá tốt, cụ thể trong những phân cảnh khi cậu chiến đấu với tà ác vương Gira. Việc Rintaro Kawana được chọn để thủ vai nhân vật Prince hoàn toàn nằm trong chủ đích của đạo diễn Koichi Sakamoto. Theo thông tin được chia sẻ trên blog của Toei, bác Koichi muốn tuyển một người có khả năng action tốt cho vai diễn thay vì một người có khả năng diễn xuất tốt. Vì vậy nhìn chung, Rintaro Kawana đã hoàn thành khá ổn vai trò được giao phó dưới tư cách của Prince. Ở giữa bảng xếp hạng sẽ là những gương mặt có diễn xuất tròn vai, thể hiện tương đối tốt vai trò của bản thân trên phim, nhưng vẫn còn một số rào cản và điểm yếu nhất định, bao gồm Yamakas, Rita Kaniska, Morphonia, Boshimaru, Glody Leucodium, Karas Dehan, Shiron, Cleo Obanus và trưởng Antifan Gira, Goroge. Đầu tiên là Yamakas, Tổng trưởng Vương quốc Công nghệ Enkosopa, do Aoto Watanabe thủ vai. Sau đại họa cơn thịnh nộ của thần 15 năm trước, từ một thợ máy khu ổ chuột, bằng trí lực và nghị lực của bản thân, anh đã đưa Enkosopa từ một nhà thầu phụ của Shugotom phất lên thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Yamagas mang trong mình sự rắn giỏi, quyết đoán, gan lì, ý chí lãnh đạo, trí tuệ sắc bén cùng một chút láo cá, nghịch ngợm. Đặc biệt nhất, Yanma là người có cái tôi và lòng kiêu hãnh rất cao, không bao giờ chịu nhún nhường, cúi đầu hay xù nịnh bất kỳ ai. Đem đến cho ta một nhân vật thu hút và thú vị như vậy, chắc chắn phải kể tới màn hóa thân khá tốt của Aoto Watanabe. Có thể nói, nếu chỉ xét riêng nhân vật Yamagas, thì Aoto đã có một phần hóa thân khá trọn vẹn và thuyết phục. Song, điểm yếu của Aoto bộc lộ khá rõ trong tập 28 khi Yanma bị hoán đổi thân xác với Rita. Màn hóa thân thành Rita của Yanma khá non nớt, biểu cảm có phần gượng ép, quá lố, mất đi nét duyên dáng của nhân vật. Nếu không nhờ những tình huống, tương tác qua lại hài hước, thú vị được biên kịch Minato cài cắm, thì bộ đôi Rita, Yanma sẽ trở nên vô cùng yếu thế so với hai cặp đôi còn lại. Kế đến là tranh án bất động, Rita Kaniska, quốc vương đất nước băng giá Gokkan do Juyuki Hirakawa thủ vai. Kiên định, chính trực, nguyên tắc và lạnh lùng là một nửa tính cách của tranh án Rita. Khi co mình về không gian riêng, vị này trở thành một đứa trẻ hướng nội, khép mình, mê gấu bông, thích xem hoạt hình, cụ thể ở đây là mốc phương. Ngoài ra khi gặp căng thẳng, Rita thường hét lớn để giải tỏa stress. Với phần tạo hình bí ẩn che kín hết 3/4 gương mặt, chỉ để lộ một con mắt, rất khó để có thể đánh giá trọn vẹn kỹ năng diễn xuất của Juyuki Hirakawa. Đây là một vai diễn vừa dễ, vừa khó đối với cô bé sinh năm 2001. Dễ ở phần biểu cảm nhân vật không quá đa dạng, nhưng khó ở cách thể hiện thần thái, ánh mắt, giọng nói và ngôn từ được tranh án Rita phát ra. Trả lời phỏng vấn trước truyền thông, Juyuki khẳng định em được nhận vai một phần là do chất giọng trầm đặc trưng của mình. Trong quá trình hóa thân, em gặp rắc rối với tầm nhìn hạn chế chỉ thông qua một con mắt. Đồng thời phải học thuộc, ghi nhớ, phát âm đúng tất cả những thuật ngữ pháp luật, những văn bản tuyên ngôn, thông cáo mà tranh án Rita thường nói. Ngoài ra, hóa thân thành một nhân vật trái ngược hoàn toàn về tính cách hướng ngoại, vui tươi, nhí nhảnh, lầy lội ngoài đời, Juyuki phải cố kìm nén, làm chủ cảm xúc của bản thân. Ở tập 28, khi hoán đổi thân xác cho Yama, Juyuki như được trở về với đúng bản chất con người mình. Em diễn như không diễn, đem tới một phiên bản Yamagas khá thú vị và dễ thương. Tất cả những yếu tố này đem tới cho Juyuki thứ hạng B trong bảng đánh giá của nhóm chúng mình.
Tiếp đến là Mofonia, cận vệ của Rita do chị đẹp Kasumi Hasegawa thủ vai. Một cận vệ khá lười nhác, nhu nhược, chống đối và có phần thực dụng. Mofonia song hành cùng Rita như một người bạn thân, một người tri kỷ hơn là một cận vệ dưới quyền vua. Điểm mạnh của Mofonia là sự nhạy bén, thấu hiểu, quan sát và quan tâm tới quốc vương của mình. Sự góp mặt của Mofonia bên cạnh Rita khiến cho vương quốc băng tuyết Gokkan trở nên bớt giá lạnh khi hai con người được đồng điệu và bao bọc, che chở, khích lệ lẫn nhau giữa chốn tuyết trắng hiu quạnh. Mofonia được hóa thân khá thuyết phục và ấn tượng qua phần thể hiện của chị Kasumi Hasegawa. Chị đã đem đến cho người xem một Mofonia không thể nhí nhố và đáng yêu hơn. Để so sánh, mình đánh giá cao diễn xuất của chị Kasumi hơn Suzuki một chút. Song, vì nhân vật này vẫn còn khá bề nổi, ít khai thác chiều sâu về mặt cảm xúc, nên chưa thể đưa chị lên vị trí cao hơn cho bảng xếp hạng. Tiếp đến là Boshimaru, người cận vệ đã đi theo phụng sự anh em Rakures và Gira Hasti từ khi họ còn là những đứa trẻ, do chú Jubun Fukuzawa thủ vai. Thực ra, Boshimaru thật đã qua đời. Boshimaru này là do Kamejimu bên phe phản diện cải trang. Khoác lên vỏ bọc gián điệp, Boshimaru thể hiện rõ được nét đãi bôi, thảo mai, thiếu tin cậy của một tên gian tế, ít nhiều gây nên sự bất an cho khán giả xem phim. Xong, một vài phân cảnh hài hước cũng được Boshimaru thể hiện rất tròn trịa. Duy chỉ có thời lượng lên hình không đủ dài và nhân vật không đủ chiều sâu khiến cho chú Jubun Fukuzawa dừng chân ở thứ hạng B. Kế đến là Glody Leucodium, một trong vũ trùng ngũ đạo hóa dưới quyền kẻ phản diện trung tâm của mùa 2, Dr. Dujardin, do nam diễn viên Kosei Amano đảm nhiệm, người khi xưa đã từng hóa thân thành Tachibana-san. Và hiệu trưởng Kohei Hiyami Libra Zodias trong Kamen Rider 4Z. Chú Kosei đã thể hiện rất trọn vẹn vai diễn này, khắc họa một tên phản diện lập dị, quái gở, máu lạnh, đam mê theo đuổi cái chết, sẵn sàng tước đoạt những sinh mạng vô tội chỉ để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Chính nét tính cách này khi được chú thể hiện tốt đã phần nào trở thành bàn đạp thúc đẩy cao trào diễn xuất cho nữ diễn viên Erika Murakami thủ vai Himeroran. Song, thời lượng lên hình còn quá ít ỏi, chú Kosei tạm dừng chân ở hạng B. Một thông tin ngoài lề thú vị, vợ của chú, cô Akiko Hinagata, thủ vai nhân vật Iroki, cựu vương đất nước nông nghiệp Tofu trong movie Osama Sentai King Ultra Adventure Heaven. Tiếp đến là đôi vợ chồng cựu vương xứ Gokkan, Karas Dehan và Shiron, lần lượt do Korei Yoshi và bác Kisuke Ida thủ vai. Đã từng góp mặt trong series Kamen Rider Drive, Korei thủ vai thợ máy Rina Sawagami và bác Kisuke thủ vai tên cảnh sát biến chất Mitsuhide Nira. Trong đại họa cơn thịnh nộ của thần, vì không thể xét xử nghi phạm bằng luật pháp, để bảo toàn sự trung lập tuyệt đối của Gokkan, Karas đã sử dụng bí thuật phong ấn băng để giam cầm Glody Leucodium một lần và mãi mãi. Để che giấu đi sự thật, Shiron đã tự gán cho mình tội danh ám sát vợ, tức cựu chánh án của Gokkan, và chịu cảnh sống khốn khổ trong ngục tù. Rita, sau hành trình dài trưởng thành dưới cương vị chánh án kế nhiệm, đã thành công vén màn sự thật 15 năm trước, mình oan cho Shiron. Shiron sau đó rong ruổi đi tìm kiếm Karas, nhưng vô tình để lộ tung tích cho Kamejimu. Cả ông và Karas đều đã thiệt mạng ngay sau đó. Dẫu biết thực lực diễn xuất của Korei Yoshi và bác Kisuke Ida không hề tầm thường một chút nào, khi đã đem đến những vai diễn tuyệt vời trong series Kamen Rider Drive. Nhưng quả thực, phần hóa thân của họ trong King Ultra khá mờ nhạt và dưới tầm, khiến cho họ chỉ dừng chân ở hạng B trong bảng xếp hạng mà thôi. Nối tiếp sẽ là hầu gái trưởng Cleo Urbanus, một trợ thủ đắc lực khác của nữ vương Himenoran, do chị Matsuri Kamisato thủ vai. Khác với Elegance chuyên lo công việc y tế, Cleo giúp sức cho nữ vương và Sebastian trong những phi vụ hành động. Cleo sở hữu kỹ năng chiến đấu và tự vệ rất tốt. Thần thái nghiêm nghị, rắn giỏi, lạnh lùng và đầy nguyên tắc của vị hầu gái trưởng cũng là một điểm sáng đầy thú vị. Vai diễn này như được Donnie đóng giày cho chị Matsuri Kamisato, vì chị vốn là một nữ diễn viên đóng thế khá nổi bật với sự nghiệp diễn xuất trải dài qua nhiều vai diễn truyền hình, điện ảnh và sân khấu. Để so sánh với Elegance thì cả thần thái nhân vật lẫn phần hóa thân của Cleo đều nhỉnh hơn một bậc. Đây chính là lý do khiến cho chị Matsuri Kamisato có vị trí B cho bảng xếp hạng. Sau cùng ở thứ hạng B là trưởng anti-fan club của Gira, Goroge, do nam diễn viên Kotaro Yagi thủ vai. Một nhân vật hoàn toàn bề nổi, một chiều, tát nước theo mưa, đại diện cho những gì tiêu cực, gay gắt và ấu trị nhất của thần dân Shugotom. Ban đầu, hắn căm ghét và nguyền rủa tà ác vương Gira, một mực trung thành, tin tưởng vua Rakules. Sau này khi sự thật và dạ tâm của Rakules bị bại lộ,
rằng tên vua tà trí bạo ngược kia chỉ coi dân là công cụ cho hắn tùy ý lợi dụng, chà đạp, Goroge đã chuyển sang ủng hộ Hida. Nhưng rồi, sau biến cố 6 vị vua bị đẩy sang trái đất của Kyoryuger, vắng mặt nửa năm khỏi đất nước, trước những lời mời chào, vinh hoa phú quý, bộc lộc mà Darkness Dujardin răng ra, Goroge lại một lần nữa đứng đối nghịch chiến tuyến với Gira và các vị vua khác. Nhân vật này vừa mang tính giải trí, vừa gây ác cảm khá lớn cho người xem, dù thời lượng lên hình chỉ ở mức trung bình. Tất cả nhờ vào năng lực diễn xuất rất nhập tâm của nam diễn viên Kotaro Yagi. Anh tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật cơ sở Toho Gakuen, chuyên ngành sân khấu, đồng thời là học viên thế hệ đầu tiên của Tokyo Doji Theater. Anh cũng sở hữu cho mình một sự nghiệp diễn xuất khá đồ sộ. Song, vì nhân vật này hoàn toàn bề nổi, dưới tầm khả năng của Kotaro Yagi, nên dù anh có màn hóa thân rất thuyết phục, anh cũng chỉ dừng chân ở thứ hạng B mà thôi. Giờ ta bước tới thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng, hạng A, dành cho những diễn viên có diễn xuất nổi trội, có tiềm năng phát triển để tiến xa hơn trong tương lai. Đầu tiên là tà ác vương Gira Hasti, do Taisei Sakai thủ vai. Là talent trẻ giàu tiềm năng, sinh năm 98, thuộc công ty Libros. Trước khi tham gia vào King Archer, có thể thấy sự nghiệp diễn xuất của Taisei gần như chưa có một điểm gì nổi bật. Hầu hết vai diễn anh đảm nhận đều diễn ra trong năm 2023. Hóa thân thành chàng trai trẻ tuổi với hai nhân cách đối lập. Một là Gira hiền lành, đôn hậu, ngây thơ, thương người, hiểu chuyện ở cô nhi viện. Hai là tà ác vương Gira, một hình hài mà Gira khoác lên mình để trở thành thế lực đối trọng cho thứ chính nghĩa giả tạo mà Heracles đang theo đuổi. Vì phải một mình đóng hai vai và phải cố diễn lố nhân cách tà ác để thị uy trước các vua và dân chúng, đôi khi Taisei khiến khán giả hiểu nhầm thực lực diễn xuất của bản thân. Song xét một cách công bằng, Taisei đã chứng minh rõ ràng năng lực không hề tầm thường của mình ngay từ tập đầu của series khi diễn mượt mà 5 giai đoạn đau buồn bao gồm từ chối, giận dữ, thương lượng, suy nhược và chấp nhận. Khi nhận ra hình tượng vị vua Sugar Dome mà anh luôn ngưỡng mộ không hề giống như kỳ vọng. Hầu hết các phân đoạn cần sự sâu lắng, cảm xúc của Gira, Taisei đều thể hiện rất tốt. Đặc biệt, anh là người có khả năng diễn ánh mắt vô cùng tuyệt vời. Ở những phân đoạn căng thẳng, cần đầy cảm xúc, ta luôn có thể dễ dàng bắt gặp ánh mắt long lanh ngấn lệ của Taisei, cho thấy sự nhập tâm vô cùng đáng nể. Không những vậy, khi hoán đổi thân xác cho Jeremy, Taisei cũng hoàn thành rất tốt vai trò của mình, nhất là việc chủ động đổi tông giọng sao cho phù hợp. Taisei đã chứng minh cho khán giả thấy anh thật sự hòa mình vào tính cách của nhân vật Jeremy. Ohayo-san. Tsumari, omae-san wa Gira tte koto kai? Tất cả những yếu tố này cho Taisei Sakai thứ hạng A trong bảng xếp hạng, một diễn viên trẻ giàu tiềm năng, có nhiều triển vọng để phát triển thêm trong tương lai. Còn nếu bạn ác cảm với nhân cách tà ác vương, cho rằng nó quá lố, quá giả chân và cường điệu, thì nên hiểu hình tượng này là do Gira cố tình diễn lố cho người khác xem, vừa phù hợp với cách diễn cho trẻ con khi chơi kịch với tụi nhóc ở cô nhi viện, vừa phù hợp với tính cách ngáo dở của Gira. Thế nên nếu bạn có ghét thì chủ yếu là bạn đang ghét nhân vật Gira mà thôi, chứ không phải là diễn xuất của Taisei. Nối tiếp và không hề kém cạnh chính là nữ vương lộng lẫy Himenoran do Erika Murakami thủ vai, một cô gái kiêu kỳ, hồn nhiên, thẳng thắn với cái tôi ngút trời, đồng thời là nữ vương trẻ tuổi mang trong mình nhiều vết sẹo quá khứ, mạnh mẽ đối diện với mất mát đau thương để dựng xây, vun đắp lên dáng hình một Ishabana hoa lệ, lộng lẫy, lo cho người dân đời sống sung túc, cao quý, đủ đầy. Xuất thân là một người mẫu thời trang, kiêm diễn viên mang hai dòng máu Nhật, Canada thuộc công ty Nagara Group. Erika từng tham gia vào hai bộ web drama là Black Cinderella và Animals trước khi tham gia King Archer. Nét đẹp lai tây cùng nhan sắc thu hút ánh nhìn của Erika vốn đã vô cùng phù hợp để em thủ vai nữ vương Himenoran. Song, Erika còn làm được nhiều hơn như vậy khi diễn rất trọn vẹn tất cả những sắc thái hỉ, nộ, ái, ố của một nhân vật có nội tâm và quá khứ phức tạp như Himenoran. Cụ thể ở tập 4, cảnh Kagurage bất ngờ đưa ra yêu sách với những vị vua, Erika là người diễn nét giật nảy người ngạc nhiên, chuẩn chỉnh và thuyết phục nhất. Tới tập 10, trong cuộc đối thoại với Sebastian, khi đang hoảng loạn và lạc lối trước sự áp đảo của Desnaraku, Erika diễn ánh mắt cũng rất tuyệt vời. Em cũng thể hiện rất tốt sự phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm trước Jeremy trong tập 14, khi nghi ngờ ông cụ có liên quan tới cái chết của cha mẹ mình. Song ở phân cảnh này, chuyển động cơ mặt của Erika vẫn còn có đôi chút hạn chế. Tuy vậy, sau một hành trình dài gắn bó cùng phim, năng lực diễn xuất của Erika dần hoàn thiện và trở nên trọn vẹn khi cả cơ mặt và cách nhả chữ của em cực kỳ uyển chuyển, linh hoạt trong các phân cảnh diễn chung với chú Kose Amano ở tập 30. Và tất nhiên, phải kể tới phần hóa thân không thể duyên dáng và đáng yêu hơn cho nhân vật Kagurage. Liệu mấy ai có thể ngờ được một cô gái nhỏ nhắn, kiều diễm như Erika lại có thể diễn tròn trịa một Kagurage sôi thịt,
thô kệch, đầy cợt nhả, đãi bồi tới như vậy. Thêm nữa, chất giọng của Erica cũng là một điểm mạnh giúp cho em tỏa sáng, đặc biệt trong các phân cảnh giận dữ. Cách gằn giọng, nhấn nhá câu từ của em đã giúp cho sắc thái của nhân vật thêm phần thú vị. Tất cả đem đến cho em thứ hạng A, diễn viên trẻ tuổi tiềm năng. Tiếp đến là chuỗi 4 nhân vật Sebastian, Duga, Shiokara và Suzume. Đều là những người có gắn bó mật thiết với các vua, lần lượt do bác Hiroto Yoshimitsu, bác Yutaka Morioka, anh Yuhei Chiwata và chị Mami Kamura thủ vai. Lý do họ đều được góp mặt trong thứ hạng A này là bởi sự hóa thân không chỉ tròn trịa mà còn vô cùng linh hoạt, có chiều sâu của cả 4 người. Với Sebastian, tuy chỉ là một quản gia 25 tuổi khoác lên vỏ bọc lão niên, nhưng bác Hiroto thể hiện tốt cả những nét tinh nghịch, dí dỏm, hồn nhiên của một người trẻ, lẫn sự từng trải, thấu hiểu, điềm tĩnh và đầy quan tâm của một người già. Phần cảnh đắt giá nhất thể hiện khả năng diễn xuất của bác là trong tập 10 khi đối thoại với nữ vương Himeno. Với Duga, ban đầu hiện lên với hình ảnh một cận vệ trung thành, cứng nhắc, khó ưa dưới trướng vua Heracles. Xong, bắt đầu từ tập 9, khi tìm cách lân la làm quen với thiên tài trẻ tuổi IQ 2 vạn Kito do Gira cải trang, tới tập 21, khi đi giải CV khắp các nước để kiếm một job cận vệ phù hợp, ta dần cảm thấy có thiện cảm nhiều hơn với nhân vật này. Vượt qua những hình tượng bề nổi ấy, ở tập 19, khi tỏ thái độ chống đối vua Heracles, từ chối phụng sự lũ ma quỷ bắc Naraku, bác Yutaka đã bộc lộ sắc thái cảm xúc vô cùng tuyệt vời và đầy thuyết phục. Về phần Shiokara, một cận vệ trung thành, còn chồn ngu yêu dấu của tổng trưởng Enkosopa, vốn hiện lên với phần tính cách bề nổi khá ô dề, ọc ẹo, ít nhiều gây mất thiện cảm cho khán giả xem phim. Song đằng sau đó, ngay trong tập 10, anh Yuhei đã cho người xem thấy màn hóa thân tuyệt vời trong cuộc đối thoại với tổng trưởng Yanma, sốc lại tinh thần cho vị vua đang lạc lối. Thêm nữa ở tập 35 gần đây, ta còn biết thêm về quá khứ giang hồ, hung tợn của một Shiokara phục vụ dưới trướng mafia. Màn hóa thân quá thuyết phục và xuất thần, khiến ta như được thấy hai bản thể đối lập nhau trong tính cách của Shiokara. Sau cùng là Suzume Dibowski, em gái lươn lẹo của quốc chúa Kaguragi Dibowski. Vốn được gả sang làm thê thiếp cho Lagres nhằm đổi lấy hợp đồng sử dụng Demi-Sugot để canh tác đất nông nghiệp, tái thiết Tofu. Suzume tuy bề nổi luôn khước từ quê nhà Tofu, nhất tâm đồng thể với tình yêu dành cho vị hôn phu Lagres, nhưng cô vẫn cùng anh trai che đậy một kế hoạch lớn để đòi lại vị thế xứng đáng cho nước nhà. Suzume chuyển sắc thái nhân vật mượt tới nỗi nhiều khi ta không thể biết rõ cô đang nghiêng về phe nào. Cộng với đó là điệu cười thương hiệu không thể nhầm lẫn, tất cả đều thể hiện tuyệt vời qua phần hóa thân của chị Mami Kamura. Sau cùng, ta bước tới vị trí cao nhất cho bảng xếp hạng, dành cho những nhân tố có phần hóa thân xuất thần trên cả tuyệt vời, như sống và hòa cùng làm một với nhân vật, bao gồm Kaguragi Dibowski, Heracles Hasty và Jeremy Brashieri. Đầu tiên là vương thượng bội thu, quốc chúa Kaguragi Dibowski. Một vị vua đãi bôi, lươn lẹo, thảo mai, sống chết vì lợi ích quốc gia. Chỉ cần là vì đất nước, vì thần dân, Kaguragi sẽ không từ mưu hèn kế bẩn, lừa lọc, phản bội, một người sẵn sàng nhúng tay xuống bùn chỉ để bách tính được đời đời ấm no. Kaguragi hiện lên với hình ảnh một người đàn ông có nội tâm phức tạp, khó đoán, luôn mưu tính và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Chính sự khó lường này khiến cho anh trở nên cực kỳ thú vị. Cũng vì đau đáu cho đất nước và thần dân, nên Kaguragi dành sự nể trọng và thấu cảm đặc biệt cho Gira, luôn đặt niềm tin rằng cậu sẽ giúp anh lật đổ ách thống trị của Heracles, đem lại bộ mặt hưng thịnh và vị thế mới cho quốc gia nông nghiệp Tofu. Chính bởi vậy, những pha qua người, thoát pressing, luồn lách xé tan hàng phòng ngự đầy phức tạp của Heracles chính là những điểm sáng tuyệt vời mà nhân vật Kaguragi đem lại. Từ việc anh đoạt lấy vương miện thủy tổ, cây thương Ultra Crown Lance, tới việc anh lật kèo, miễn nhiễm khỏi sự thao túng tâm trí của Hillbill, tất cả đều khiến cảm xúc người xem lên tới cao trào. Màn hóa thân của anh và nhân vật Himeroran khi hoán đổi thân xác cũng rất thuyết phục, duyên dáng, không có điểm gì để chê. Vốn là một cựu vận động viên bóng bầu dục và từng tham gia diễn xuất trong Kamen Rider Zero One, cùng tuổi đời nhỉnh hơn khá nhiều so với những diễn viên chính khác của King Ultra, nên nét diễn của Kaguragi rất nổi bật, có bản sắc riêng, là tấm gương lớn để lớp đàn em có thể noi theo và học hỏi. Vì đã có thể hóa thân một nhân vật quá phức tạp, đồng thời còn biến nó thành một thương hiệu cá nhân không thể bàn cãi, anh Shokaku vô cùng xứng đáng cho vị trí S trên bảng xếp hạng. Tiếp đến là quốc vương Sugotome, được cho là vị vua tàn ác nhất lịch sử là Heracles Hasty do Masato Yano đảm nhận. Là anh trai của Gira, đồng thời là vị vua đương nhiệm của Sugotome trong thời điểm phim mới phát sóng.
Lacles là vị vua tài trí bạo ngược, sẵn sàng trà đạp lên các quốc gia khác chỉ để cho Sugodom được lợi. Tại biện hộ, thao túng tâm lý đám đông của Lacles cũng ở mức thượng thừa khi dễ dàng qua mặt, dắt mũi thần dân Sugodom, biến Gira và cả những vị vua khác trở thành đám phản tặc, đe dọa an nguy đất nước. Nắm trong tay vô số tiềm lực quân sự, Lacles bộc lộ sự kiêu ngạo, trịnh thượng, coi thường kẻ dưới quyền, song đồng thời lại khéo léo có những động thái nho nhỏ bảo vệ, bao che, giữ tính mạng cho Gira. Nên quả thực rất khó đoán khi mà đến nay ta vẫn không biết thực sự nhân vật này có phải là phản diện hay không. Nhắc tới màn hóa thân của Masato Yano, phải kể tới các anh chuyển đổi sắc thái gương mặt cực kỳ điêu luyện. Thậm chí, những tiểu tiết như giật giật cánh mắt sau khi bị tranh án Rita tát, anh cũng không hề bỏ sót. Cũng không thể quên sự tương tác, phối hợp nhịp nhàng giữa anh và anh Sokaku, đem đến những cuộc đấu trí, đấu khẩu vô cùng khốc liệt giữa Rakles và Kaguragi, vốn là điểm sáng cực kỳ hấp dẫn trong những mạch đầu của King Ultra. Sở hữu một thành tích vai diễn đồ sộ, đáng nể, không quá ngạc nhiên khi khả năng diễn xuất của anh Masato lại có thể tốt tới như vậy. Hiện tại, Lacles đóng vai trò mới là giả diện Sugo, tay sai của Date Dujardin. Dự liệu rằng anh Masato Yano sẽ còn tiếp tục tỏa sáng với vai diễn đầy phức tạp của mình. Sau cùng trong nội dung ngày hôm nay sẽ là vị vua khe nứt Jeremy Brashieri do Masashi Ikeda thủ vai. Là diễn viên trẻ tuổi sinh năm 99, trực thuộc công ty A+, từng đạt top 15 trong cuộc thi Junon Superboy Contest lần thứ 31 và từng hóa thân vào một vài vai diễn trước khi tham gia King Ultra. Ikeda sở hữu ngoại hình điển trai, sáng rực, cùng một giọng nói truyền cảm, thu hút. Chính bởi yếu tố này, anh được chọn mặt gửi vàng để trở thành nhân vật dẫn chuyện cho toàn bộ series King Ultra. Vai trò này được phía sản xuất giữ kín. Mãi tới về sau, các diễn viên khác trong King Ultra mới nhận ra sự có mặt của Ikeda tại phim trường, dù anh đã đồng hành cùng phim từ những tập đầu tiên. Tham gia King Ultra, Masashi đã có màn trào sân cực kỳ đẳng cấp khi hóa thân tròn trịa nhân vật Jeremy ngay từ những phút đầu tiên. Từ cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, giọng nói và động tác đều được Masashi thể hiện tuyệt vời. Ngay tập 12, nếu nhìn kỹ, bạn có thể nhìn thấy ánh mắt của nhân vật luôn ngấn lệ, giọng nói lạc đi, bàn tay run lẩy bẩy mỗi khi anh nhắc đến phụ mẫu của mình. Là một nhân vật lập dị khoái văn chương, thích cài cắm ẩn ý và đã sống qua hai thiên niên kỷ đằng đẵng, Jeremy có cách giao tiếp không giống ai, khó hòa nhập cộng đồng. Điều này cũng được Masashi thể hiện rất tốt. Ngoài ra, biên kịch Minato cũng ưu ái dành cho nhân vật Jeremy những spotlight đáng kể, như quá khứ của anh với người cha con người và người mẹ Bát Naraku, sự tương tác qua lại với nại lạc vương Desnaraku đệ bát, sự chuyển biến trong hoài bão làm vua của anh, và cả những hy sinh thầm lặng của bản thân anh để bảo vệ danh dự cho những vị vua khác. Không dừng lại ở đó, màn hóa thân thành Gira Hasti cũng rất tròn trịa, duyên dáng, thuyết phục, không có điểm gì để phàn nàn. Sự tổng hòa giữa cả diễn xuất tốt, giọng đọc tốt và nhân vật tốt khiến Masashi Ikeda hoàn toàn xứng đáng cho vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Một nam diễn viên cực kỳ có tài và chắc chắn có thể tiến xa hơn trong tương lai. Vậy, trên đây là tất cả những nhận xét, đánh giá và xếp hạng của nhóm chúng mình về 29 nhân vật nổi bật từ chính tới phụ đã góp mặt trong Osama Sentai King Ultra tính tới thời điểm hiện tại. Tuy đây hoàn toàn là những nhận xét, đánh giá mang tính cá nhân của nhóm, nhưng chúng mình đã cân nhắc, suy xét cẩn thận cho từng vị trí được đặt vào bảng xếp hạng dựa trên những tiêu chí đánh giá đã được đề cập ngay ở đầu video. Mong các bạn sẽ yêu thích bài đánh giá này. Đừng quên bày tỏ cảm nghĩ của bản thân ở phần bình luận bên dưới. Like, share video để tạo động lực cho nhóm ra những video chất lượng hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaituki của RTK Media. Xin chào. Annette đã tất cả phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker! Tôi và mày là chiến đấu với nhau.